cô bác trên kênh Bầu Trời Hương Tinh. Dạ, thì hai anh em mới tới nhà anh bạn đây đó, và còn một số anh em đã đến vào nhà rồi. Thì hôm nay anh bạn mua một cái cặp loa phải nói là rất là xịn đó. Thì anh bạn giống như muốn khai trương cái cặp loa này, rồi đồng thời cũng lâu quá không có mời anh em, thì sẵn đây mời anh em họp mặt để ăn uống, đồng thời một hồi ca hát. Thì để Toàn tới đây thì Toàn sẽ review cho cả nhà biết cái cặp loa này nó hay như thế nào, nghe ảnh cũng quảng cáo quá đó. Thì đồng thời cũng quay một cái khung cảnh nhỏ nhỏ ở nhà ảnh đó, cho cả nhà xem nha đó. Thì thôi, bà con mà có nghe hay thì nên kiếm một cặp loa giống vậy. Thì một hồi ảnh sẽ cho cả nhà biết khi ảnh mua cặp loa này bao nhiêu tiền và bao nhiêu watt đó. Thì cả nhà muốn liên hệ thì Toàn sẽ để nhắn vô cái kênh của mình, thì mình sẽ cho ảnh biết đó. Thì ảnh sẽ trả lời cả nhà nha. Ok, thì bây giờ Toàn quay trở lại cái cảnh Toàn ở nhà ảnh cho cả nhà biết nha. Đây là cái khu vực của nhà ảnh đây. Đây là cái khu vực của nhà ảnh đây. Một buổi chiều chiều mà cả nhà đương thấy rất là mát nha. Đây là nhà ảnh đây. Thì Toàn mới vừa vào nhà ông anh đây. Ông anh mới mua hai cái cặp loa cái bằng rất là đẹp nha cả nhà, nhưng điều mình không biết lo hiểu gì. Thì bây giờ Toàn mời chủ nhà, đó là anh bạn, anh giới thiệu cho cả nhà cái cặp lo này. Thôi thì trước tiên đây là anh Thông, là anh chủ nhà mua cái cặp lo mới này đó. Thì anh cho cái thông tin thử khi anh mua này ở đâu và mới gửi về hay như thế nào anh Thông? Cái cặp lo này là hiệu ACS. Cái model của nó là Evoque J8. Nó là Active Two-Way Portable Array. Cái model của nó ha, 1400W. Wow. Hiểu AC ạ. Hiểu AC. Mà đặc biệt nữa, sản phẩm đặc biệt made in Italy. Oh wow. Đa số bây giờ là toàn đồ China không? Chứ không phải đồ China. Bây giờ thấy không? Mở cái thùng không? Nó không ra. Cắt đường không ra đâu. Nó còn bấm đinh như này. Wow. Thấy không? Bấm đinh không? Đúng là đồ Italy có khác nữa. Nó bị thấy đinh không? Thùng quá chắc chắn rồi. Wow. Wow. Cái gì đây? Đó. Cẩn thận. Wow. Cái này là hiệu ACS, là cái subwoofer. Thì chiếu lại cho cả nhà xem. Đây là 1400W nha cả nhà. Cái model của nó đây. Made in Italy. Rồi, chỉ một dòng bên trong có một sợi dây power, một cây cable. Ok, dây power ha, còn này là okay. Cái cable, một cái loa 98, cái loa nhỏ nằm đây. Wow. Rồi, thì lấy ra là bên trong made in Italy. Wow.
Nếu vậy là cái cây này, cái này là kêu là array. Ồ à, cả nhà xem à, ok. Wow. À, đây là cái dàn máy của ảnh đây nha cả nhà. Dạ. Wow. Trời ơi chăng á. Dàn máy xịn quá. Đó. Em chết rồi xong tắt tắt. Anh Mãi thấy hình như cái này hơi thính không anh? Ở đây ảnh của anh đúng không? Nó sổ nó sáng. Còn cái này là cặp lo của ảnh đây. Hồi nãy hôm bữa hồi nãy mới vừa tháo ra đó, và ảnh đã bỏ vô rồi. Vì công đoạn ráp ráp thì mình không có quay nha cả nhà. Đó, đây là cái lo của ảnh. Đây một cái đây. Một cục gì đó nha. Ừ, cái hiệu đây. Đó. Rồi. Còn phía bên kia nữa. Wow, quá trời lo luôn. Hai cây luôn. Ừ, hai rồi. Ở bên kia một cái nữa. Rồi anh dặn nhạc lớn lên thử coi. Rồi âm thanh nó như nào, cứ lớn đi. Thôi cả nhà, anh luôn dặn cái nhạc đã không? Wow. Cái này cái gà.
cho anh vô vô à. Đây là cánh gà. Có tiền rồi. Ô vậy hả? Ờ có tiền rồi. Anh có được vài tờ đó. Ô vậy hả? Vậy mà không có chuẩn bị nha. Đã tiện đã tiện. Đã tiện. Đó. Không mau mà đã thiệt lớn đi chứ. Ở đây anh em mình kia coi Dũng không có nè. Giờ này chịu khó đi lắm, đi xa dữ lắm. Đam mê mà, người ta đam mê mà. Dạ. Rồi, đó. Wow. Ăn mừng nha, ăn mừng người ta. Ăn mừng rồi. Lấy chồng. Ăn mừng người ta không hết lo lắng nha. Trời dính như nó giờ hết vui liền. Rồi, anh em. Rồi, vô sức khỏe. Đúng gì đẹp, có chân bổng gì đẹp. Dạ, rồi. Không chú, không ngồi xuống, đi ra. Ok. Rồi, rồi, chúc sức khỏe. Là uống gì uống mừng ngày mai không có làm nữa. Mai phải làm. Đâu, mai làm rồi. Bên này có làm. Khu thùng. Giờ cái hàng không cho làm bên đây, cái đẩy xuống Việt Nam. Trời một hàng Việt Nam. Nay vô hàng này nữa. Nay vô mấy hàng này lâu lắm rồi, anh em nó dịp tụ họp đi nhậu chứ. Đúng thiệt. Hay là chủ nhà đây. Anh Thông. Anh Thông trên kênh anh Thông đẹp trai. Mời bà con chú bác anh em uống bia nha. Dạ. Ừ. Thì anh em lâu lâu mới tụ họp lại nhà anh Thông đi. Lâu lâu mới làm lần. Lâu lâu mới làm lần nha, sẵn anh Thông mua cái máy cái loa. À. Cái gạch đi bồn. Còn đây là chị Diệp, lúc nào chị là người nấu đồ ăn, lúc nào cũng là tới nhà chị nè, tới nhà người này người kia là chị cũng vô nấu đồ ăn hết, chị nấu đồ ăn rất là ngon. Hả? Mất cỡ hả? Mất cỡ thì thấy video gặp chị nấu đồ ăn hoài, lo quảng cáo cho bà chị xíu. Thấy ăn hoài bây giờ mới thấy nấu. Hả? Rất là ngon ha. Wow. Ở kêu mình đao xuống 15 đến 18 ngàn nè. Đó, ba cửa đây nè. Đó. Ba cửa luôn, ba bự luôn. Ồ. Ba cửa là bự ở dưới nhà cứ khu ông hay là đâu? Khu vậy đó luôn. Ồ. Đây là khung cảnh đằng sau của nhà ảnh, nha cả nhà. Để nó coi, nó nói chứ anh đi kiếm chi. Anh kiếm bây giờ đó, thứ nhất á là anh phải chuẩn bị lịch. Qualify, một là tiền mặt, hai là anh đủ qualify, anh mới đi tìm nhà cho anh tìm để anh thích làm được cái gì giờ. Ủa chị Đương làm cái gì vậy? Gỏi hả? Gỏi. À, gỏi này gỏi sứa hả? À, gỏi tôm. Tôm thịt với lại rau tiếng khô luôn. Dạ. Wow, nhiều lắm Ngọc ơi, dạ chị quá một dĩa thôi mới được chắc, đó chắc nhiều quá lấy cái gì ra nhiều. Dạ dạ rồi rồi lấy cái dĩa ra rồi rồi hôm nay là đại tiệc luôn, cái này là đại tiệc cô mà kỳ bên cạnh nó đưa con mà nó dớt ghê hay ha. Wow. Vô rồi anh dớt mà mấy bà đi dớt mấy bà mê luôn mà không chịu về nó nói trời ơi đâu có chỗ để nó đâu. Cua giờ mắc rồi, bán 1 đồng quá. Bán 5 đồng cái quá. Ờ, mà cua bán quái cua giờ lỡ đó hả? Để dành. Đó thì hôm nay anh em với nhà anh Thông sẵn hát karaoke. Còn thầy ảnh giới thiệu cái lo hồi nãy giống như nãy Toàn nói cho cả nhà xem á. Là cái lo rất là đẹp. Và nghe hát hát hay hồi nãy cũng đã giới thiệu rồi. Thì anh sau cái đó là anh em ăn đây. Hình như cái quá là tùy tháng, tùy ngày hay sao, nó mới có ông cái chỗ này là cái đồng là nghĩa là nó vô đó. Nó sạch nhẹ á. Em dớt lên là chập chập lạc không à, nó nằm trong đó nó đang đau. Chừng nào đi vớt cua nếu kêu chị. Mà mấy con cua nhỏ rồi bỏ lại. Phải 5 in mới được. Ờ, con người được rồi. Cái mà gì đó mà đi ban đêm dưới cái xài á là các bạn sớm đi đi 9 giờ đêm đi nhớ có tiếng hồ đó là bữa tiệc này mời anh chị em ở trong hãng
về để làm mình rửa cặp loa mới. Trước rửa cặp loa mới, sau chúc sức khỏe tất cả những anh chị em. Thì đây là ở nhà anh đúng không? Đây là cái bàn tiệc nhà anh làm để đãi anh em ha. Bàn tiệc ở nhà anh em thì quay toàn quay một vòng hả? Đây là nhà hàng nhà cô Ngọc. Cô Ngọc. Rồi xin mời. Ok thôi anh em nâng ly bia lên rồi kia. Chúc sức khỏe. Sức khỏe. Chưa? Đang ăn xoài. Đó, thì hồi nãy anh Thông á, là ảnh mua cặp loa đó, thì ảnh gắn xong rồi, hồi nãy cũng có thử cho cả nhà xem, rồi đồng thời mời anh em tới đây cùng hợp mặt ăn uống ở đây vào cuối tuần. Lâu quá rồi không có gặp ảnh thì ảnh cũng mời anh em tới đây đó, thì toàn quay một vòng. Rồi còn có một số ca sĩ nữa, còn có anh Bình, ca sĩ Duy Tinh tới cũng tham dự, tới cũng tham dự bữa nay, có ca sĩ Vincent Bình, rồi ca sĩ Nguyễn Thọ, đây là ca sĩ Nguyễn Thọ nè, Nguyên Đan. Nguyên Thông. Rồi kế bên là ca sĩ Bảo Ngọc. Còn kế bên nữa. Kế bên là Nhã Phương. Còn kế bên nữa là Ngọc Diệp. Toàn là ca sĩ ở Houston và một số ở Cali. Rồi thôi anh em nâng ly lên để chúc sức khỏe cho nhau. Rồi chúc sức khỏe. Gọi tiếng ngon nhà là hơi hiếm có nước lạnh trong đó thôi. Không có trong tủ lạnh á. Đây là chị vợ của anh Thông ha, chị làm mấy món này, chị giới thiệu em mấy món này là món gì? Bê thui, rồi gỏi tiếng vua, đó cánh gà đại hàng. Wow. Rồi chút nữa mình có bún giò heo măng. Wow, thấy hấp dẫn quá. Rồi em quay sơ qua cái bàn tiệc của mình ngày hôm nay ha, chị nhà giỏi quá, đảm đang luôn. Ok, rồi. Rồi, anh em nâng ly rồi ăn uống luôn nha. Rồi. Ok. Rồi. Chúc sức khỏe. Bà con. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Nói bữa nhậu đây chiêu đãi anh em á, là vợ chiều chồng hết sức nghỉ nửa ngày về nấu ăn cho chồng với bạn. Wow, vỗ tay ghê. Cảm ơn con như anh chị. Anh cứ đi làm đi rồi tiền đứa em hết. Cái là coi như là anh nghỉ nửa ngày hơn một ngày không sao. Không sao á. Nó đúng là làm em sinh bây giờ là như để hưởng tuổi già thôi. Để dành, để dành. Không có mắc mơ đi, giống như hồi xưa làm thợ máy xưa lúc mắc mơ đi nhiều lắm. Nhưng mà lại sau này hết mắc mơ đi. Thành ra thôi giờ tới lúc hết thời rồi. Nhà hồi nào lúc về đây tới lúc nào ai chờ qua đời phải không? Yeah. Giống như á, nó tới lúc rồi. Không bao giờ mà nghĩ tới một ngày đẹp trời nào tự nhiên đi chui em ở trên nào. Kêu nó hoài, kêu mấy chục năm trước đâu có làm. Tại vì hồi xưa làm thợ máy kiếm tiền dễ lắm. Nhưng mà nó mệt, hồi xưa nó không có mệt. Tại hồi nó còn trẻ. Đúng rồi. Mà lại dơ nữa. Lớn tuổi không làm thợ máy không nổi. Lúc
nó trả tới 24 đồng một giờ. Mày ăn kèm mới gọi. Ngày làm 15 tiếng, 2 tiếng thì gọi tiếng vua. Tiếng vua, tiếng vua. Làm sao mà nghĩ tiền vô làm sao đi làm mấy đồng giờ được. Nó cái cây tiếng vua này trong chợ nó có bán. Tươi á. Cái xanh xanh á. Không mà mình cái máy là cái nào tiếng vua anh. Cái là nhiều. Cái màu xanh xanh. Mà cái cái là xanh á. Lúc mà trẻ á. Trẻ anh coi như là lúc mà còn trẻ thì làm thì là không mệt. Nhìn thấy thay cái máy, thay cái máy đối với mình chuyện nhỏ, thay hộp số đối với mình chuyện nhỏ. Nhưng mà giờ sau này càng lớn tuổi mình ớn. Giờ sao mình đóng làm đâu. Ví dụ Covid này nè. Covid nó xuống. Thì mẹ ra đó. Người ta không đủ khả năng trả lương mình nữa. Thì mình xuống làm thợ. Làm thợ thì nó được nhiêu tiền đó. Thôi. Đưa làm lính hay sao? Hẳn Làm bây giờ cho mắt đó. 20 mấy năm á. Nếu tôi làm 20 mấy năm Emerson bây giờ tôi ấm đời rồi. Vô từ đời trung định là em rồi. Vô từ đời á. Cùng anh ngày xưa đó, trước kia anh vô Emerson đó. Anh vô bắt à. Anh làm đúng một tuần lễ. Lấy về cái sân của hãng. Ngày kia nó bỏ ra đi lại chút đó. Ê, mấy thằng mất xe, làm xe mất dở lắm. Đứng chỗ bây giờ lên lương á. Khi mình đòi nghỉ á, lúc nó mới lên. Còn là nhảy chỗ khác nó mới lên lương. Nhảy lần lên 3-4 đồng luôn bộ. Còn đứng một chỗ á, 5-6 năm trời lên 1 đồng. Tại mình phải hù nó mình nghỉ. Ừ. Nhưng mà nếu mà anh làm được á, nó mới giữ. Nó mới giữ. Còn mạnh. Nó còn mạnh. Nó không được á mẹ hù. Mà ta đang sao quá cớ rồi mày đi giùm tao. Cái năm năm cái năm đó làm hàng rồi đó. Thì lúc đó em làm dưới được 10 rồi đấy. Mức có lương bao nhiêu 16 đồng bây giờ. Thì á cái ông bạn mới rủ về dưới sau đó chưa quay làm. Không biết ông gì mà cũng làm mất đa cũng lâu lắm. Ông người thai ba của châu cò này mau hồi, hồi xưa nguyên cái băng của Mazda mình đó, mỗi lần mình ăn trưa ngày thứ sáu là lúc nào tụ họp nhau á, một lần đi là ít nhất phải 20 thằng, mấy cái dealer toàn là Việt Nam không à, gộp chung lại đi với nhau. Mà xe Mazda cũng thấy cũng bận lắm. Bận trong bệnh. Xe bà này từ xưa giờ chạy Mazda không à? Cái gì mấy giờ Mazda không có đi xe nào khác. Yeah. Đi từ Prozege xong rồi qua mua giá rẻ nữa. Thầy mua được discount nhiều. Dạ. Không phải chạy giá. Nói mà vô dealer mua không, còn chạy giá không đủ giấy tờ. Hai đồ đồ phạt đồ của dealer không à. Thợ trong đó rồi còn như là giá rẻ, đồ phạt rồi giảm rồi tùm lum hết á. Dạ. Biết cái xe chất là mua lúc bao nhiêu tiền không? Cái xe chất nè. Dạ. Mua 27 ngàn. Lúc đó mới có 16 ngàn mà. Mà fully load thì không có thiếu gì thứ. Chắc khoảng món à. Chốt mắt không lấy xe. Không nói đâu. Cái xe chốt chốt định thì mới mua nằm mấy sắp á. Xe Tacoma. Đi làm ăn mà. Không hả? Hả? Chiếc Tacoma chạy nó dằn lắm. Nó ngọt. Anh Hà mua chiếc Silverado. Để ra Mỹ á. Ra Mỹ. Chiếc GMC. Mấy chiếc GMC mua là quá. Hồi trước có 4 mấy ngàn chứ nhiều. Bây giờ rồi. Sau này nó làm cái cản cái nóc cho nó làm toàn bộ đẹp. Chiếc GMC đặt nhiều. GMC nó là top nhất. GMC là ngon nhất. Nó là top. Nó là top. Thấp nhất là 6 mấy ngàn. Em vô chiếc đền Nali rồi. Cũng đang ngắm nghía rồi. Cái ửa nghèo, ửa nghèo. Chị trả giá thì đặt ửa nghèo. Xong có qua đâu. 2-3 bữa sau thôi là bắt đầu dụ xe. Khó anh nó bùng lên rồi khoảng thiếu chip nó không làm nữa. Đâu được bao nhiêu chứ đến một tuần nữa đó không có lãi không có gì luôn đó. Đâu không có lời luôn thì mà ổng vô ổng cọc bữa nghèo nghèo coi như là có mấy bữa sau là coi như mọi sự đổi thay. Hôm nay là thử cái loa nha, đây là ca sĩ nổi tiếng ở Houston nè. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.